Do nhân duyên này từ địa ngục ra, được sanh lên cõi trời hoặc sanh vào cõi người, dần dần nương vào ba thừa, vượt vòng khổ não. Lại nữa thiện hiện, ta dùng Phật nhãn quán pháp vô lượng hằng hà xa thế giới trong mười phương, thấy các đại Bồ Tát khi phụng sự cúng dường chư Phật Thế Tôn, thâm tâm hoan hỷ, chẳng phải chẳng hoan hỷ, thâm tâm ưa thích, chẳng phải chẳng ưa thích, thâm tâm cung kính, chẳng phải chẳng cung kính. Đại Bồ Tát ấy, đối với chánh pháp mà chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đã nói, cung kính lắng nghe, thọ trì đọc tụng, cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng bao giờ quên mất. Theo pháp đã nghe, thường vì hữu tình giảng giải rành mạch khiến đạt được an lạc lợi ích thù thắng, cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, thường không biếng lười phế bỏ. Lại nữa, này thiện hiện, ta dùng Phật nhãn quán khắp vô lượng hằng hà xa thế giới trong mười phương, thấy các đại Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình trong loài bàng sanh nên tự xả thân mạng. Đại Bồ Tát ấy thấy các bàng sanh bị lửa đói bức bách, muốn tàn hại nhau nên khởi tâm thương xót, tự cắt các bộ phận của thân, chặt các lóng đốt ném khắp mười phương để chúng tự ý ăn nuốt. Các loài bàng sanh được ăn thịt nơi thân Bồ Tát này đều đối với Bồ Tát khởi tâm rất xấu hổ và rất thương tiếc. Do nhân duyên ấy thoát loài bàng sanh được sanh lên trời, hoặc sanh vào loài người gặp Như Lai ứng chánh đẳng giác, nghe thuyết chánh pháp như lý tu hành, dần dần nương ba thừa mà được độ thoát, nghĩa là tùy theo đó mà chứng nhập ba cảnh giới vô dư y niết bàn của thanh văn, độc giác và vô thượng thừa.